Xin chào các bác nhá. Xin giới thiệu với các bác, đây là một hồ câu rất đẹp luôn, view rất là đẹp nha mọi người nhá. Rất là rộng và hồ này hiện tại đang bỏ hoang lâu lắm rồi, không có ai câu hay là đánh bắt ở đây đâu. Đấy. Thì đây là một video rất là hay. Anh em chúng tôi hôm nay là đi đội lên có là 3 người mọi người ạ. Có hai anh em đang đi trước đây là đang xách đồ. Bắt đầu một cuộc gọi là đi sinh tồn. Đấy, bên kia có một đội đang câu được cá kìa mọi người. Rô thế là to rồi. Đây mọi người có thể thấy đường đi rất là hoang sơ luôn ạ. Đấy, nếu mà các bác có thấy hay thì nhấn giúp bọn em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhá. Đấy mà hôm nay là hiện tại đây là có một trạm điện rất là to này mọi người. Đấy. Đấy, mấy anh em chúng em bây giờ bắt đầu đến địa điểm để cắm câu mọi người ạ. Hôm nay là câu lăng xê nhá mọi người nhá. Rồi gọi là câu chạm ấy, chỗ các bác thì gọi là gì không biết nhưng mà câu lăng xê của này thì chuẩn bị rất là kỳ công mọi người ạ. Đấy, các mồi chuẩn bị đang là chuẩn bị thả thính xuống để cá vào giờ chuẩn bị câu. Đồ nghề rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đây là công tác đang chuẩn bị lắp gần câu mọi người ạ. Để câu cái món này chuẩn bị rất là kỳ công nên là phải có kinh nghiệm mới buộc được. Để đây đang là có 3 cần câu này. Đây quang cảnh ở đây rất là rộng, còn có một cái nhà ở giữa hồ. Hình như cũng bỏ hoang lâu nên là nó sắp chìm rồi mọi người ạ. Có cái dịch nhà này. Đấy, bên kia thì đang là có 2 người cũng đang câu bên đấy. Xa không nhìn thấy mọi người ạ. Hiện tại hồ này thì là để rất là lâu và không có ai trông giữ đâu mọi người ạ. Cho câu thoải mái luôn. Đấy, quá rộng luôn hồ này. Nó phải tầm hồ này phải tầm 2000 m² đấy mọi người ạ. Rộng lắm. Đây đang buộc cần rất là lâu mọi người ạ. Hôm nay đồ đạc em thì mang đi có một cái ô này, một cái ghế và 3 cần câu mọi người ạ. Và đây là rất nhiều thính và mồi nhé. Thính rất thơm các bạn ơi. Nên. Bạn có thể giới thiệu các loại mồi cho mọi người xem nào. Này là bóp mồi câu lăng xê. Còn nói chung là cái mồi này còn rất là nhiều gia vị luôn mọi người. Đây cái này là cám chim à? Cám chim xay. Đây đang chuẩn bị mồi để anh em bọn em là đang để thả thính ấy mọi người, cho cá nó vào. Đây thính như các bạn này, rất là thơm luôn. Đấy. Đầu tiên là cho cám chim mọi người ạ. Đây mà phải cho nước vào để cho nó mềm ra. Địa điểm câu này thì rất là đẹp rồi mọi người ạ. Bụt mì mê gian. Đấy, được một cái bãi này bằng thần. Và thả cần thì không bị mắc. Đây là mọi người cũng nhìn thấy quen đâu ạ. Bột mì mì gian cao cấp. Và cho thêm nước nha mọi người nhé. Nhào lên cho nó kết vào nhau để nhào thêm nước cho nó dính vào nhau mọi người. Vô cùng. Đây là đang chuẩn bị làm mồi đấy. Hai cái lắp này ở trong cái túi vừa nãy chẳng có cái lắp à? Đổ bừa đi. Bừa. Đây là cái gì không biết nhỉ? Thính nước.
hai nắp to nhỉ. Không biết nữa. Thính này rất là thơm, có mùi như là mùi rau tây. Mùi kiểu ăn tay đi dâu ấy. Thôi mình không mang cái chậu đi, nhào nó dễ. Tí nữa là trộn mồi để câu trộn mồi trộn thính thì câu lục ấy. Ừ. Căn bản là nó nhiều đồ quá mọi người ạ, nên là không mang đi hết được. Thơm đáo đệ nhỉ. Yeah. Ừ. Muốn ăn không? Hy vọng là hôm nay câu được nhiều cá chứ. Cho nó có tinh thần mọi người ạ. Ủa nó. Cái này thì tí nữa sẽ làm mồi cho mọi người nhé. Thích à, mùi cái thơm nhỉ. Cái này hôm mình xuyên lướng gà rồi cháy cái nhựa trong rồi. Nó bị hết cái ngẫn của nó nhỉ. Ừ, nó cháy mất cái nhựa trong. Không biết hôm đấy không để ý đâu. Hôm mình nướng gà mình không nhớ ra. Ta đi chặt một cái cây để chúng cần nữa. Dạ. Sao thôi em. Đi câu này thì phải có thời gian mọi người ạ. Nói chung là những người không sốt ruột mới đi câu được cái món này. Nó phải đến tầm lửa cây số đấy mọi người ạ. Rất là dài. Lên đây mới bắt đầu hết cuối luôn. Đây ạ. Quá rộng luôn. Đây là đến khu vực này là ruộng lứa. Những cái ruộng này họ mới trồng nhá mọi người nhá. Mạ lên mới bắt đầu qua mạ một tí thì chưa thành lúa đâu mọi người. Đây vẫn còn là mạ. Đấy. Quy mô thì cũng gần giống như ruộng bậc thang luôn, rất là tuyệt vời. Mọi người thấy đẹp không ạ? Lúc nãy mấy đội kia đi câu thì đã thấy có thành quả rồi. Không biết bọn em hôm nay đi sẽ thế nào. Hy vọng đấy, mọi người có thể thấy cá to nó quẫy kia. Em zoom lên cho mọi người xem nhé. Đấy, cá nó đang quẫy mọi người ạ. Cá rất là to. Nếu mà nhìn bằng mắt thường có thể thấy con cá đấy. Cá chép lắm mọi người ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Mọi người mà có nhiều ý tưởng hay thì có thể đóng góp cho chúng em với nhá. Đấy, cho em thêm ý tưởng để em làm được nhiều video hay và ý nghĩa hơn cho mọi người. Đấy, địa điểm này ngồi câu cũng rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, có hòn đá ngồi rất là đẹp. Lát mà không được em sẽ chuyển ra đây ngồi. Mọi người nhá. Đấy. Mồi là bọn em vừa nhào đấy ạ. Đấy, về cách buộc lưỡi câu thì đây ạ. Trước tiên là có chỉ đây mọi người ạ. Tiếp theo là cái cục này để cho mồi vào bóp vào đây nhé. Bắt đầu bắt chép nhá. Phao ấy. Ừ. Không. Lăng xe đâu cần phao em. Tí con cá cắn nó rung đầu cần ấy. Kéo cả cần đi rung. Tủng vào bè. Tủng nào để tí nữa kéo căng. Đang ngồi chờ kết quả mọi người ạ. Câu cái này phải cần tính kiên nhẫn mọi người. Đang đợi mồi. Mồi thì đánh cả lục nữa. Đánh như kiểu đội gì à? Con cá nó sẽ thấy cái mồi thính nó lại nó thơm nó sẽ vào nó ăn nha mọi người nhá. Câu phải chờ vào sự may mắn nữa. Câu run thì phải hôm nào đi hồ Thác Bà. Hôm nào ra ngoài bến ấy. Hôm nào hứa hẹn với các bác là bọn em sẽ ra ngoài hồ. Và giới thiệu từng vị trí một cho mọi người xem nhé. Hồ Thác Bà thì rất là rộng và đẹp luôn mọi người ạ. Nước thì sạch. Con này á? Con này phải 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Có
Còn ba khúc kia của anh có 4m25 rồi. Còn bình thường đây toàn cần câu lua mình. Đi khảo sát xem mấy thằng cu này câu lăng xê xem được gì chưa này. Được gì em ơi? Câu suốt được chưa rồi, đói quá. Đói quá. Đói thì hút thuốc vãi cho đỡ đói em. Ba cần vẫn im. Hồ thì rất đẹp, cá lội kìa. Nhìn thấy không? Thế còn đéo ăn đồ. Không nhưng có cá ăn. Anh thấy lăng xê có tăm mà. Hay mình không quen câu ấy. Mọi người anh em chúng tôi dần được một con cá này. To phết mọi người. Ôi đi mổ luôn. À nhỉ. Ôi, anh đi một vòng. Vứt đây. Ôi. Cái mồi của mày không thấy cá ăn đâu. Thấy cá ở đây. Cá thấy một cái đéo này tăm nó quẩn lên mà đéo không gì đâu. Đây đây mọi người, to lắm. Ta vừa đi vạn lục cái ổ đây để con vừa. Đánh ở trong cái đầm tự nhiên. Ừ. Hả? Ok. Thanh niên đánh 2 cần. Cũng móm. Cũng móm. Thanh niên cũng móm. Móm. Bỏ mua 2 con gà đi, mua làm đéo 1 con. Mà thằng ôm cần cũng móm. Với lại nhau ấy, bảo lấy thêm lấy 2 con mới đủ ăn. Mỗi thằng 100.000. Ai trả tiền? Ai trả tiền? Mỗi thằng 100.000. Ai trả tiền? 1 2 3 4 5 6 thằng 600 thì cứ đếm cần trả tiền nhá, đếm cần câu lục trả tiền nhá. 2 con là 6 cân à? Ai? Con chắc 6 cân. 2 con 4 cân thôi. Mà 6 cân. Gà nhà nó béo. Ai câu nhiều cần lục nhất thì là trả tiền nhiều nhất đúng không? Ừ. Cứ đếm cần lục thôi, coi như là 4 cần lục là bây giờ con 4 gà 4 cân là mỗi thằng 1 cân. Không, đâu, còn đâu bao nhiêu tao dở. Cái bọn mày cứ đưa đủ 400 của nó. Đưa nhờ. Thế lấy 5 con đi. Thế thì mỗi thằng 1 con. Con vượt hoặc con rô. Làm gì đây? Vượt, vượt, vượt. Vượt vào mồm mẹ. Chém rồi. Vượt, vượt vào mồm. Cẩu lên trên bè này. Cẩu lên trên bè kìa. Ôi thôi. Ui đi cả không không tụt được, không tụt được. Tụt được móc móc vào dưới mồm như thế tụt gì nữa. Nó vào đầu tao. Cho xuống đi tanh. Ôi, cẩn thận nó rơi xuống hồ mà. Đã rắm rắm rắm. Vô vô luôn, vô luôn. Thôi, đừng có vô vào lấy câu được. Tao. Đây, được cá rồi nha các bác nhá. Ba lạng. Đây. Thành quả cả buổi chiều hôm nay. Vả hết cả lục lẫn lăng xê đây. Đây, thành quả vả cả lục cả lăng xê đây. Bằng này con. Đó. Đây, không có đẹp. Ê. Đấy, gỡ được cần. Cá hồ. Báo cá, báo cá. Báo cá các cụ. Báo cá, chăm trắng. Chăm trắng, chăm trắng. Chăm trắng nha, nhìn quay nha, quay nha, quay nha. Vô thế, đéo mắt vào tao đập chết cả chăm trắng lẫn người. Báo cá. Chăm trắng hồ tự nhiên. Được, con này được rồi, con này phải 2 cân mấy. Điên, này chưa được 2 cân, cân rưỡi. Nhưng mà ngon, cá tự nhiên. Con này nói gì sòng, cãi sòng.
Lấy xích, xích ở góc này này, xích vào. Kéo cái xích lên cho nó cậu ơi. Đấy, lấy cái ấy, lấy cái dây. Đừng bê ra đấy, xích ở trên này thôi. Dây, dây. Đây, dây vẫn ở đây thôi. Dây khóa ở trên đây. Đâu. Dây ở trên Hải ơi. Dây nó lấy hết lên rồi. Dây nó lấy được khoảng tới. Ở đây rồi. Ở trên chỗ của thằng Hải kìa, chỗ cái bao lô của Hải kìa. Đây rồi. Con này xích cho. Ý dạ. Qua gáy. Đây là pha bắt cá mất cả dép. Mất cả dép. Mất cả dép. Lật bên kia lên. Ô. Ô, đi. Ôi trời ơi. Chúng mày đá nhau quá. Đi vẽ bẩn hết thì của tao đủ quá em rồi. Rắn chết bây giờ. Cho qua gáy em ơi. Ôi đã được rồi. Rắn chết bây giờ. Bắt cái này. Mấy con vân đùi đó. Mấy con vân yên nó bảo anh Hòa thì ngày nào anh ở đâu. Mày đâm xuống đây, mày đâm. Đâm đâu? Địt mẹ. Tao lại mày. Mày lấy tay banh cái mang ra. Xiên con cá thấy chưa? Không xiên được nữa à? Ồ, thấy chưa? Mày đâm vào mang nó rồi, đâm qua bên trên nào. Ờ nhỉ. Đâm qua ngoài mang, chú đừng vén mang nó đấy. Đừng có run em. Đâm qua bên ngoài cùng cơ mà. Đấy. Đấy. Luôn đi gái. Đấy, nó chả ra đấy thì ra đâu. Ôi giời, bình tĩnh đừng có run. Để cho tao hay cho tao với hoặc đông dìu một tí thì đéo cho. À em dìu đây. Vẫn được tí, đông được tí. Thằng này dìu thằng kia.